Trọng Thi ăn mừng cho Messi nha. Xin chào cả nhà. Hiện tại là mình đang ở Nha Trang. Đây, một nơi rất cao tại thành phố Nha Trang và có sóng biển phía dưới kia. Thời tiết hôm nay ở Nha Trang thì cũng khá là dịu. Bữa rồi thì cứ nghe là Nha Trang đang mưa rất lớn, mà tự nhiên hôm nay mình ra tới nơi thì không mưa gì cả mà lại rất đẹp, chỉ có hơi nhiều mây tí thôi. Hôm nay mình ra Nha Trang để thực hiện sự kiện cùng Kun vận động mỗi ngày tại BC, thành phố Nha Trang. Hôm nay mình đi có cả Kim Messi nữa, mà giờ Kim Messi đang ngủ, chưa dậy. Lát nữa hai anh em sẽ ra một sân bóng đá bãi biển tại Nha Trang để đá banh. Thì mọi người cùng chờ xem nhé. Chỗ mình ở hôm nay có hồ bơi nhỏ nhỏ rất đẹp. Sáng xuống sớm sẽ ghé ở đây bơi xíu cũng được. Ở đây khu thành phố biển Nha Trang, bên kia là Hòn Chồng. Sóng dạt dào dạt dào. Trời hôm nay nhiều mây cực. Thôi, ra sân banh, đá bãi biển. Đá thử xem, rủ Kim Messi đá nữa. Hai anh em sẽ có một trận cầu nảy lửa tại Nha Trang. Let's go! Ok, trọng tài Đỗ Cao Chí đã xuất hiện để đón mình ở đây. Hay quá anh Chí ơi! Có anh Chí rồi mới... Có anh Chí thì mới được ra sân đá, chứ không có anh Chí là chắc là bị đuổi mất. Đây, đi ra sân thôi. Anh em nay chắc là mấy game tại sân bóng đá bãi biển hôm nay chứ hả? Đúng rồi. Theo anh nghĩ là nên... Đá penalty không? Không, đá penalty thì bình thường. Nên đá từ đầu sân đây, đá đầu sân kia, giống như những thường đấu cá biển có những cái quả xuất phạt rất là siêu ảo. À, bóng đá bãi biển là có những quả xuất phạt từ xa, lắc xa lơ, mình thi xuất xa nha. Rất là siêu ảo luôn. Rồi đi bóng tốc độ ở đây quan trọng không ta? Cái phần này là phần thể lực nha bạn. Không có kỹ thuật thì dốc bóng tốc độ ai đua nhanh hơn thắng ha. Chắc là bóng giờ nha. Ok, rồi còn gì nữa không ta? À, đúng rồi, một đặc sản của bóng đá bãi biển đó là vô lê. Bay người vô lê. Kết thúc cái kết tốc mà thường thấy của cầu thủ đá bãi biển là sẽ dứt banh lên và sẽ sút. Thì rồi. Cái đó là thôi mình dứt banh lên sút dễ quá, mình bay người vô lê giống như Ronaldo trên không rồi đó. Ok, lúc đó mấy bạn sẽ tính điểm cho tụi mình nha. Ok. Tới sân rồi, đây là chấm phạt góc, khung thành và toàn bộ sân ở đây. Yeah. Chiều nay có giải đấu ở đây nữa. Không biết là có ngồi ở đây xem, quay cho các bạn xem được không nha. May mắn ở đây là được gặp anh Đỗ Cao Chí, trọng tài bóng đá bãi biển ngoài Nha Trang. Anh Đỗ Cao Chí còn làm trọng tài Futsal nữa, mình cũng hay gặp anh Chí làm các giải Futsal quốc gia trong thành phố. Thì hôm nay ra thấy anh Chí làm giải bóng đá bãi biển cũng có vài câu hỏi, muốn hỏi anh Chí tí xíu về luật thi đấu và sân bãi thi đấu tí được không? Trò đầu tiên giữa mình với Kim Messi đấu là rê bóng từ bên đây cuối vạch sân này qua hết vạch sân kia. Hơi xa quá, thôi mình chơi gần lại tí xíu. Mình rê bóng từ bên này sân qua bên kia sân, sau đó mình rê bên đó hoành về đây. Ai ngắn dây hơn người đó thắng. Ok không? Rồi chơi nha, Messi chơi trước đi. Coi Messi chơi xong rồi mình rút kinh nghiệm. Rồi giờ là mình chơi mấy rau ta? Một thôi. Một thôi hả? Không có sức chạy hả?
Làm gì xí sức chơi 2-3 rau hả? Rồi giờ Messi sẽ chơi đầu tiên nha. Nhờ anh Chí bấm giờ giùm em nha. Rồi, sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, chơi. Đá giống sừng lớn quá ta. Chạy vèo 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 vèo. Giống dê. Trời ơi, đá đúng kiểu sừng lớn luôn. Yeah. 13 giây, quá dữ luôn. Thở dữ giờ si. Mệt không, mệt không? Mệt không? Mệt không hả? Ok, giờ tới lại lượt thi restyle xem có được 13 giây hay không nha. Hey, sau đây sẽ là phần thi của Thi. Anh Chí đếm luôn nha anh Thi. 3, 2, 1, đi. Quá nhanh. Tốc độ, nhích lên. Yeah. 13 giây luôn. 13 giây luôn. 13 giây. Quay. Cũng không mệt lắm, không hiểu sao si mệt dữ. Hai lần. Khoảng cách bao nhiêu mét ta? 36 hả? Ok. Messi dân trái. Quả đầu tiên. Tính sút mấy quả ta? Rồi, mỗi anh em 3 quả thôi. 3 quả hả? Rồi, chơi. Quả đầu tiên của Messi. Wow. Ra ngoài. Một cú sút rất tốt nhưng ra ngoài. Ôi da. Bây giờ là tới lượt của Thi nha. Lượt 1. Tốc độ cao cao lên. Đó, để lên đó. Để đó anh em ạ. Rồi, chơi nha. chứ mà anh không có tới còn môn nữa bạn. Gió thổi ngược bây giờ luôn. Gió bay thì... Đó nhẹ quá. Hai anh em hai quả đầu tạch hết. Rồi, tiếp tục nha. Rồi, quả thứ hai của Kim Messi. Vào không? Wow! Quá hay Messi ơi. Yeah. Bây giờ sẽ là lượt hai của Thi nha các bạn. Hy vọng là lần này đủ lực. kỹ quá. Chứ mà anh cứ nằm ngay giữa cầu môn không mấy bạn. Hai quả, hai một. Chính xác. Rớt xuống cái dính luôn. Rồi, thôi lượt thứ ba đi. Messi đang dẫn 1-0. Rồi, tiếp tục là Messi với quả thứ ba. Giống thùng châu tiết trắng các bạn, cái cảnh mà mấy bạn mà em đang thường châu tiết trắng. Ở đây là Việt Nam cát vàng. Ô khoan, xí. Ủa, trong Phật đền là đá vô chứ là đóng nắp luôn các bạn. Ờ, đúng rồi á. Trong Phật đền là giờ đá vô là em thua á. Wow. Vào luôn mới ghê. Lăn vô luôn được hay dữ vậy ta. Mình thêm lực các bạn, mình thêm lực, mình cứu nghiệm từ ti, không có đá rớt xuống. Trái cuối cùng của Thi nhớ bạn. Quả cuối cùng, quả thứ ba. Biết là thua rồi nhưng mà cũng phải có một bàn danh dự. Để sát nút nè. Hy vọng là bàn này sẽ ghi bàn, không bị rớt trước cầu môn nữa. Dẫu anh. Trọng Thi ăn mừng với Messi nha. Woo. Không. Ôi, sao chúng sang ngang mà vui hơn nó vô nữa vậy? Chúng sang ngang, vui quá. Hơn Messi rồi, hơn Messi là đứa chúng sang ngang rồi, thiệt thích Messi đã chúng sang ngang. À đúng.
Mặc dù là thua với tỷ số 2-1 nhưng mà mình có một pha đá xà ngang từ rất xa và mình cảm thấy rất vui vì cú đá xà ngang vừa rồi. Messi nghĩ sao về cú đá xà ngang vừa rồi? Cuối cùng là thi đá trúng xà ngang đó là mình thắng hay mình thua vậy các bạn? Thôi bỏ đi. Giờ mình chơi tiếp à. Bây giờ mình là lượt thứ ba, mình sẽ đây đó, mình sẽ dứt banh từ vị trí này chắc khoảng cách là 9 mét chứ hả? Kỹ thuật này gọi là xe đạp chống ngược nha các bạn. Người ta ngoài đây người ta gọi là cắt kéo hả? Không biết là đúng là cắt kéo hay không nữa. Các bạn kêu là lật lật băng đen, giống Ronaldo. Hoặc lật bàn thờ gì đó. Gì bàn thờ nữa. Dạ mày. Rồi giờ đây mình sẽ dùng chân hất bóng lên, tân tân gì đó và sau đó ngã bàn đen, bóng bay vào lưới. Mọi người có 3 quả nha. Kỹ thuật hơi khó, không biết mình làm được không. Ok, chơi nha. Gì đâu. Đúng rồi. Quả đầu tiên, wow, ra ngoài. Ý, đó, đúng rồi. Đó, đúng rồi, đó, thấy chưa? Ý, đi. Lạch ra ngoài tí xíu. Hình như chế banh cũng giống như hai lần trước các bạn. Chế banh không có tới cầu môn. Chế banh không có tới cầu môn. Lượt thứ hai của Messi. Đó, Messi kêu là có kinh nghiệm rồi đó, không biết quả này vào không nha. Nói có kinh nghiệm quả này vẫn đá ra ngoài nhục cái mặt đấy. Ghê á, vẫn ra ngoài. Tôi xuất mạnh mà sao nó đi ra ngoài với ta. Xem kinh nghiệm của thầy sau pha đầu tiên. Mình hơi bẻ hơi sâu, hồi nãy mình đứng giữa thì nó bẻ qua đây. Còn giờ mình cố tình mình bẻ qua cái đó qua anh kia luôn. Rồi sao hai lượt anh em không nào đá vô hết. Tính ra là khó chứ không dễ đâu. Phải vô xa ngang giống thi bi tai chứ. Ok. Quả thứ ba. Wow. Thế là đã có bàn thắng cho Kim Messi. 1-0. Ủa mình cổ vũ Kim Messi chi vậy ta? Mình đang đấu hả? Ok, sau đây sẽ là quả thứ ba của thi các bạn ơi. Sau khi nãy giờ mình cứ thấy dứt lên hoài mà đá không có vào thì mình quyết định là mình sẽ không dứt lên nữa. Mà mình sẽ tân bóng. Nét tôn. Nét tôn luôn ha. Rất kỹ thuật. Mình để vậy cháu ai phạm lỗi mình đâu ha. Gôn. Gôn. Gương mặt của kẻ chiến thắng à. Ủa hoài mà. Ok. Vậy là nãy em rê banh thắng mà, xong rồi anh đá chỉ là mỗi anh em thắng một game và game cuối hòa. Game cuối hòa đấy. Ok, vậy tổng tỷ số là đều và không biết ai thắng cả. Nhưng mà nếu anh em thấy hay thì nhớ like nha. Rồi, view clip vẫn chưa kết thúc, vẫn còn sự kiện Cool Siêu Phàm vào chiều nay nha, mọi người nhớ chờ xem. Kỹ thuật dẫm bóng dứt banh của bóng đá ngoài biển. Ok. Hoàng Thiện. Em đập quả bóng cho nó vô. Sao dễ quá vậy ta? Em đập quả bóng cho nó vô cái cát đi, xong rồi em mới thọc cái chân vô. Rồi. Cái bóng còn nằm trên cát nữa là nó còn chạy. Rồi. Làm thử nè. Đơn giản thôi bạn ơi. Em đứng ngang qua để dính xuống. Rồi, ok. Giảm xuống. Đúng cái thật là giảm xuống. Chứ. Giờ lên. Quá ghê. Quá ghê. Ăn mừng đi Messi. Ăn mừng như Messi vậy á. Ăn mừng với Messi và cứ ăn mừng với Papa ông ta. Ok. Cho bao nhiêu đam mê dâng lên nơi con tim này, cứ nghĩ đến vinh quang cho đôi chân này thêm sức chạy. Yeah, từng bay lên cao đi Papa bự. Suốt chai bóng mê say, mama bay lại đây đỡ ngày. Chớp chớp tăng ga thêm sức mạnh, nhịp cùng lối chơi đang tung hoành. Như con sút bóng rất cool vì có anh em bên cạnh. Tám tốt hết sức dâng lên cao nào, cố gắng bứt phá lấy hết vinh quang về. Cúp về tay ai được đứng trên bục huy hoàng. Nếu có những lúc yêu mềm, hãy luôn tin rằng tâm sẽ đến không xa vì chúng ta là vô địch. Ngày mai cùng cùng ta ghi bàn để khiến giấc mơ này huy hoàng. Bàn thắng sẽ mang về chiến thắng vang dội. Ngày mai cùng cùng ta ghi bàn vì cùng luôn tiếp thêm sức mạnh. Vậy
dâng lên nơi con tim này. Cứ nghĩ đến vinh quang cho đôi chân này thêm sức chạy. Yeah, từng bay lên cao đi papa bự. Sút chai bóng mê say, mama bay lại đây đỡ ngày. Chớp chớp tăng ga thêm sức mạnh, nhịp cùng lối chơi đang tung hoành. Như con sút bóng rất cool vì có anh em bên cạnh. Tám tốt hết sức dâng lên cao nào, cố gắng bứt phá lấy hết vinh quang về. Cúp về tay ai được đứng trên bục huy hoàng. Nếu có những lúc yêu mềm, hãy luôn tin rằng chiến thắng sẽ đến không xa vì chúng ta là vô địch. Ngày mai cùng cùng ta ghi bàn để khiến giấc mơ này huy hoàng và thắng sẽ mang về chiến trường vang dội. Ngày mai cùng cùng ta ghi bàn vì cùng luôn tiếp thêm sức mạnh. Vậy ai trong số đông chúng ta cùng nào? Từng mạnh lên nữa đi cho bao nhiêu đam mê có Vậy là kết thúc hành trình tại thành phố Nha Trang với chuỗi sự kiện cùng Cool vận động mỗi ngày. Và hôm nay mình cũng đã có một buổi trải nghiệm bóng đá bãi biển tại thành phố Nha Trang. Cũng là những cái cảm giác thi đấu bóng đá mà mình nghĩ là một cái dịp may mà đợt này mình ra Nha Trang có một cái sân bóng để mình chơi. Vậy cũng có anh Đỗ Cao Chí là người đã cho mình những cái kiến thức về... Anh Chí là trọng tài ở Nha Trang cũng cho mình những kiến thức về bóng đá bãi biển. Cũng là những cái mà... trước giờ mình chưa nghiên cứu tới, và đây cũng là một trải nghiệm quý giá. Mình không biết là bao giờ mình sẽ có những cái trải nghiệm này một lần nào nữa. Thì cảm ơn Cool đã cho mình những chuyến đi như thế này, cảm thấy rất là tuyệt vời. Ok, thì nếu anh em thấy video clip này hay và đem lại những kiến thức bổ ích, những đoạn video thú vị dành cho mọi người, thì nhớ cho mình một like và một subscribe nha. Mình sẽ còn đi rất là nhiều nơi khám phá rất là nhiều điều thú vị khác nữa. Ok, mình là Phạm Trung Thi, xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye. Đặc biệt đồng hồ cũng thiện thiện ai ăn có quà nhà nhà cũng thích nha. Cung vận động cung tỏa sáng thu thập thẻ áo Cool nhận áo dài quan Cool. Ta ghét áo dài quan ta cũng mặc kệ. Hôm nay ngươi đừng hòng trốn về tấn công đó. Yeah, chúng đồng hồ rồi. Giang tay Cool đâu cũng trở nên phát trô. Cung sao mà tuổi nổi trẻ đẹp của đồng hồ. Cung vận động mỗi ngày nhận quà Cool thiệt hay.